Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng xả hàng cho các bác các mẫu chép kèn 450. Giá cực rẻ các bác nhé. Giá em cam kết là giá rẻ nhất Việt Nam. Đợt vừa rồi bên nhà máy China có xả số lượng hàng rất là nhiều, nên bên cửa hàng nhà em có ôm được rất là nhiều mẫu chép kèn, nhập số lượng rất là nhiều các bác nhé. Công ty nhà máy người ta tầm này người ta xả hàng rất là lớn các bác nhé. Bên cửa hàng nhà em đầu tư vốn để nhập số lượng bán cho các bác, về bán cho các bác mức giá và gọi là giá siêu rẻ luôn, cam kết cho các bác mức giá rẻ nhất các sàn thương mại điện tử các bác nhé. Ở đây thì em có vài mẫu chép kèn nhưng mà rất là nhiều mẫu các bác nhé. Đây là những mẫu phổ thông ở trên thị trường, rất dễ cho các bác phối ghép các mẫu này. Ví dụ các bác có thể lắp dùng những cái mẫu chép kèn này, các bác lắp loa full bát 25, bát 20, bát 30 chẳng hạn, thì các bác sử dụng mẫu chép kèn 450 này cho em. Hoặc bác nào mà muốn dàn karaoke nhà bác ấy đang thiếu tiếng chép thì các bác có thể mua chép kèn để ở ngoài để bổ sung thêm. Bây giờ em sẽ đi vào em giới thiệu cho các bác các mẫu này các bác nhé. Các bác để ý cho em ở đây là em đang ngăn đôi một một vế 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 đây là vế 1 này, vế 2 này, ngăn đôi bằng cái điều khiển các bác nhé. Đấy, tại vì là nó liên quan đến giá. Ở đây thì em có mấy mẫu này, 1, 2, 1, 2, 3 này, 4, 5 mẫu các bác nhé. 5 cái mẫu chép kèn 450 bên này đồng giá 450.000 một đôi thôi. Đấy, siêu rẻ luôn. Giá cũ ngày xưa giá nó cũng phải rơi vào tầm khoảng là 650, 750 một đôi các bác nhé. Đây là cái giá ngày trước. Nhưng bây giờ bên cửa hàng nhà em ôm lô số lượng còn mấy nghìn đôi chép này này, để bán cho các bác 450.000 một đôi thôi. Đây các bác nhé, đây là toàn bộ cái mẫu chép 450 này của nó toàn bộ là lắp nhôm các bác nhé. Lắp nhôm và toàn bộ của nó là ren xoáy ấy. Đặc điểm chung của nó lắp nhôm và ren xoáy ấy, các bác nhé. Nó chỉ khác nhau là mỗi cái hình dạng nắp thôi. Con này nắp bạc này. Toàn bộ cái mẫu của nó là ren xoáy này. Và từ nhá, toàn bộ từ của nó từ 120 hết. Từ dày và bích dày. Từ 120 côn 44 hết các bác nhá, toàn bộ là côn 44 hết. Đấy, con này nắp bạc này, chuyển sang bên này là nắp đen này. Đây là mẫu chép 450 RCF này, nắp nhôm này, nắp RCF này. Con này nắp hình bông hoa này, nắp hình bông hoa này nhá. Con này thì nắp đen này. Chuyển sang đây con này nắp nhôm này, con này rất là độc, rất là đẹp. Lắp nó hình da cam. Đấy. Ok chưa các bác, 450.000 một đôi. Các bác mua hàng nhé. Các bác mua hàng các bác chọn mẫu nào. Ví dụ các bác đang xem video này, các bác chọn mẫu nào. Ví dụ em cầm mẫu này lên chẳng hạn, thì các bác chụp ảnh lại như thế này cho em nhé. Đấy, phải cầm từng mẫu lên. Đây nữa nha. Ví dụ các bác mua mẫu này chẳng hạn, thì chụp lại màn hình điện thoại như thế này. Đây. Ok chưa? Phía bên này là toàn bộ là 450 một đôi thôi. Quá rẻ rồi. Sập sàn các bác nhá. Gọi là rẻ nhất Việt Nam luôn các bác ạ. Chuyển qua đây là em có một mẫu chép. Bên bây giờ giới thiệu V2 các bác nhá. Chuyển sang V2. V2 thì toàn bộ là cái mẫu chép nó cao cấp hơn một chút. Đây là chép B3 này. Con này là chép D350 các bác nhá. Từ 100 côn 34. Con này nắp sắt các bác nhá, nắp sắt. Con này thì em bán 380 một đôi các bác nhá, 380.000 một đôi. Quá rẻ rồi. Chuyển qua đây là em có một mẫu chép 450. Đây là một mẫu chép 450 xịn các bác nhá. Chép 450 giờ xếp này, con này ren bắt ốc, để ý cho em nhá. Con này ren bắt ốc này. Con này từ dày các bác nhá, từ dày và bích dày. Con này từ dày, nắp nó nhô cao lên như thế này các bác nhá. Và con này côn của nó côn 44. Dây dẹp lõi đồng. Lắp nhôm các bác. Lắp nhôm. Mẫu này thì ngày xưa bán giá 850 này, giá hiện tại em giảm cho các bác còn là 650 một đôi nhá. 650.000 một đôi thôi, quá rẻ rồi. Mẫu này ngày xưa 500 mấy này, bây giờ còn 380 một đôi nhá. Và đây là mẫu chép 450 leo bi. Chép 450 leo bi giờ xếp này, con là côn 44. Dây dẹp. Rất xịn luôn, con này tiếng cực hay luôn. Giá ngày xưa là 1250 một đôi, bây giờ em giảm em bán cho các bác là 950 một đôi.
950.000 một đôi thôi nha. Và chuyển qua đây là chép 450. Con chép này, con chép 450 nào xịn nhất bên cửa hàng nhà em này. Đây là chép 450 Neo Hewell. Có cái mã là LT4432W, 60W 8V. Với dòng chép Hewell này, toàn bộ của nó là lắp nhôm và toàn bộ của nó là sơn tĩnh điện, nên các bác nhé, khỏi lo bị gì. Biểu tượng hình tam giác chính hãng của Hewell. Mã đây các bác nhé, gen bắt ốc. Con này côn 44, dây nhôm dẹt các bác nhé, lõi đồng. Chép 450 Neo Hewell này giá hiện tại là 1.350.000 một đôi nhé. 1.350.000 một đôi. Một đôi giá cũ là 1.600.000 cơ. Đấy. Ở đây là những cái mẫu chép 450 bên cửa hàng em đang xả hàng số lượng lớn. Nên các bác nhanh tay chốt đơn với em nhé, không là rất là nhanh hết. Tại vì giá rẻ như này là thợ thuyền người ta ôm số lượng toàn vài chục đôi thôi. Tất cả các mẫu này em đang sẵn khoảng gần 1.000 đôi các bác nhé, gần 1.000 đôi. Bây giờ là xả hàng cho các bác giá rẻ. Tại vì bây giờ là các công ty người ta đang xả số lượng rất là lớn, nên là giá rất là tốt. Mấy nữa vào vụ thì giá lại tăng lên các bác nhé. Nên là các bác nhanh tay vào vụ giá lại tăng lên như cũ thì không làm cách nào được. Tại vì nhà máy người ta tăng lên thì bên em cũng phải tăng lên. Nên các bác lựa cái thời điểm này các bác mà nhập hàng này, rất là hời các bác nhé, rất là lãi luôn. Đấy. Nên em báo giá cho các bác mức giá hiện tại là như vậy. Mua hàng thì điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 5815 và 712 các bác nhé. Đây là hai số hotline nha em. Nếu mà điện cho em bận thì các bác có thể kết bạn qua Zalo hai số này, nhắn tin qua Zalo cho em. 100% tin nhắn ở Zalo thì em trả lời hết các bác nhé. Đấy, ví dụ bác nào mà muốn mua chép để ở ngoài, bên em thì bán tất cả các họng phễu luôn, đủ các kích thước họng phễu nhé, có thể kết bạn Zalo để em tư vấn. Đấy, bác nào muốn bổ sung chép ở ngoài thì bắt buộc thì phải dùng thêm cái này. Đây là phân tần chống cháy chép dành riêng cho chép kèn các bác nhé. HI là chép này. Phân tần chống cháy chép này em đang bán 250.000 một đôi bao ship các bác nhé. Quá rẻ rồi. Đấy. Xả sập sàn nó sập kho cho các bác luôn. Thôi nha, em xin dừng video. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ mua hàng điện em nhé. Thấy em bán rẻ thì tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé.